Bạn gái. Ừ, bạn gái đó hả? Rồi các bạn mời bạn gái đi về đi. Bạn gái về đi. Luôn rồi. Đứng về. Đứng về. À, ok. Ôi, đứng im nha, đứng im. Đứng như tụi cái này nè. Hiếp cái bụng vô không? Hiếp cái bụng vô. Hiếp đâu? Hiếp hết nổi rồi. Hiếp hết nổi rồi. Hiếp hết nổi rồi. Hiếp hết nổi rồi. Nè, nè, xin ra. Rồi, xả đi. Trời ơi, tội nghiệp quá. Xả đi, xả đi. Xả đi. Vô. Rồi, chấp. Sao mở kiểu khác nhau vậy? Rồi bụng môi luôn rồi, chết rồi. Bụng tím môi luôn đó nghe. Tôi cho để tới ngày mai là bụng tím môi luôn đó. Tôi nhả môi ra rồi. Ok. Ê, hàm tiền đậu đâu mất tiêu rồi. Sao mất tiêu rồi? Ở đâu mất tiêu rồi? Bác sĩ nhổ hả? Dạ. Ôi trời ơi, cậu ơi, rồi tiễn con về luôn. Về giữ xe. Yeah. Tiếp tục nha. Đi. Trời ơi chết rồi. Chết con tay tôi rồi. Cho 100 ngàn. Giúp đến cho 100 ngàn. Giúp cho 100 ngàn. Giúp đến cho 100 ngàn. Giúp cho cánh gà. Chào. Đánh 300 ngàn. Đứng yên luôn rồi. Đứng yên. Đứng yên cho tôi. Không có đứng này. Bạn này đứng tóc quá. Ôi con. Ôi cái gì cho cánh người ta đâu vậy. Rồi. Ở đây nè. Tôi để đứng nè. Nửa tiếng có ai mỏi tay biết liền nè. Nửa tiếng là ngồi rồi. Đây bây giờ. Có sao bây giờ chú hề để con nói gì ta? À, có con robot, bây giờ mình chịu lấy robot đó còn chơi tiếp này con. Ơi lắc đầu rồi cô, lắc đầu cô, thôi luôn lắc đầu là thôi, nghe tôi là lắc đầu là thôi rồi. Ok, yeah, tiếp tục. Sao giờ sao nhớ không? Nhớ không? Không trả lời. Ok, tiếp tục nha. Cái thế này hơi khó. Đứng đế cầm chiều quá. Cái gì vậy? Trời ơi, rất nhiều kiểu đập quá. Thôi đứng giống trong cờ quá vậy. Hai bạn này đứng giống trong cờ quá vậy. Xin qua. Rồi xin mời nè, tiếp tục nha. Xin qua. Rồi. Bây giờ sao? Con tự nó nhắc cô ấy. Đứng yên nha. Bây giờ. 10 điểm hả? Như vậy. Nè, xuống dưới cô cho 300 ngàn. Tiền vũ đạo, đi xuống đi. Chịu không? Vô nè. Cho 300 ngàn lên. Rồi, hay quá. Bạn nói là bên đi nè. Đứng yên, con cười dũng nha. Rồi, tiếp tục, cầm cuối cùng nha. Cầm cuối cùng. Nữa.
Chú Hề xuống, chạy ôm mẹ của Hoàng Kim Thánh thì thua rồi. Không có